Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 95. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hành Chơn, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 14 tháng 12 năm 1998, địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra, trang 52, hàng thứ 5. Chủng vô lượng thiện quạch chúng đại phước, tất dĩ dập ư phương tiện nguyệt hải, sở hành chi hành cụ túc phương tiện, ư xuất ly đạo dĩ đăng thiện xuất, thường kiến ư Phật phân minh chiếu liễu, dĩ thắng giải lực dập ư Như Lai công đức đại hải, đại ư chư Phật giải thoát chi môn du hí thần thông. Đoạn này nói về đức hạnh đầy đủ viên mãn. Trong kinh đầu tiên nói rõ với chúng ta về nhân thù thắng của họ. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai nói về nhập quả hải được quả dụng. Chúng ta xem hai câu đầu tiên trước. Tổng cộng ở đây có 5 câu kinh văn. Trong vô lượng thiện là nhân đạt nhiều phước báo lớn là quả. Ở đây kinh văn đều tán thán công đức thù thắng. Từ tu nhân đến chứng quả, của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Chúng ta tu hành cũng không thể ngoại lệ. Chư vị pháp thân đại sĩ dự hội, lúc khai kinh từng trình bày với chư vị đại chúng tham gia Hoa Nghiêm Hải Hội, bất luận khi nào, bất luận ở đâu, thân phận hiện tại của họ là gì, đó đều là thị hiện.
là Pháp Thân Đại Sĩ, tùy loại hóa thân, ứng cơ hóa độ. Bồ Tát có thể hiện vô lượng thân tướng, ứng hóa trong mười pháp giới. Đây mới là trồng vô lượng thiện. Chúng ta phải lưu ý câu này. Quan trọng nhất là thiện. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Chúng ta phải cần biết. Tiêu chuẩn của chữ này rất nhiều. Chúng ta tùy thuận giáo huấn của Phật. Trong này khác biệt rất lớn. Tiểu thừa có thiện của hàng tiểu thừa, đại thừa có tiêu chuẩn của thiện đại thừa. Hiển giáo có tiêu chuẩn của hiển giáo, mật giáo có tiêu chuẩn của mật giáo, cho đến tiêu chuẩn tứ giáo, tạng thông biệt duyên đều không tương đồng. Tông Hiền Thụ nói về năm giáo: tiểu thị, trung đốn duyên, tiêu chuẩn cũng đều khác nhau. Thậm chí pháp thế gian, cổ nhân và người hiện đại đưa ra tiêu chuẩn của thiện cũng không giống nhau. Cổ kim không tương đồng. Tiêu chuẩn của người phương Đông lại khác tiêu chuẩn người phương Tây. Chúng ta biết phải làm thế nào? Vẫn là cổ nhân dạy chúng ta: nhập cảnh tùy tục. Câu này rất có đạo lý. Khu vực nào có văn hóa của khu vực đó, có tiêu chuẩn của họ, phong tục tập quán của họ, lễ nghi của họ, mỗi nơi, mỗi thời đại đều không tương đồng. Đức Phật dạy chúng ta có thể nói là ra khỏi thời gian và không gian. Đây là quy củ Phật đặt ra hay. Siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian. Bất luận ở thời đại nào, bất luận quốc gia nào, đều có thể phù hợp với tiêu chuẩn mà Ngài đưa ra. Tiêu chuẩn này chính là ngũ giới thập thiện. Chứ gì suy nghĩ tường tận về ngũ giới thập thiện. Bất luận đạt vào nơi nào hay là thời đại nào, mọi người đều cảm thấy phương pháp này rất hay. Cách nói này là thiện. Đây là tiêu chuẩn thiện thấp nhất. Đương nhiên tiêu chuẩn ở đây không giống với nó. Tuy không giống, vẫn là học từ tiêu chuẩn thấp nhất. Ở đây tán đức, đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Thiện của Pháp Thân Đại Sĩ là đại thiện cứu cánh viên mãn. Vì thế họ đạt được chúng đại phước.
Chúng nghĩa là sao? Vì ở trước Ngài nói vô lượng. Vô lượng là nhiều, cho nên phước họ đạt được cũng nhiều. Vì thiện của họ lớn, cho nên họ được phước cũng lớn. Lớn và nhỏ ở đây chúng ta nhất định phải hiểu được. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật giáo huấn rằng tâm lượng lớn, tuy tu phước nhỏ cũng đạt được phước báo lớn. Nếu tâm lượng nhỏ, tuy tu phước lớn, phước báo họ nhận được vẫn là nhỏ. Có thể thấy, đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bồ Tát tu phước lớn, tâm lượng họ lớn. Dù là Bồ Tát duyên sơ trụ, Bồ Tát sơ trụ là phát tâm trụ. Hay nói cách khác, sơ phát Bồ Đề tâm, sơ phát rất đáng để. Chư vị xem Tường Tận Đại Thừa Khởi Tính Luận của Bồ Tát Mã Minh. Đại Thừa Khởi nghĩa là mới bắt đầu. Mới bắt đầu chính là sơ phát tâm, chính là phát tâm trụ. Quý vị xem công đức đó. Trong chư vị có rất nhiều người chưa đọc Khởi Tính Luận, chỉ đọc Kinh Kim Cang. Cảnh giới Kinh Kim Cang là gì? Nói cho chư vị biết, cảnh giới của Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ. Cũng chính là nói tiêu chuẩn thấp nhất của Đại Thừa. Quý vị xem thêm Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói 25 viên thông cũng đều là phát tâm trụ. Bồ Tát sơ phát tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, chư vị đồng tu đều tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Trong hội Lăng Nghiêm, địa vị của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Là địa vị Viên Giáo Sơ Trụ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử cũng tham bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Địa vị Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Địa vị Đệ Thất Hồi Hướng. Tùy theo pháp hội mà Bồ Tát thì hiện thân phận không giống nhau. Phẩm Phổ Môn trong Kinh Hoa Nghiêm, địa vị của Ngài là Đẳng Giác Bồ Tát. Đây là nói rõ về tiêu chuẩn của thiện, tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ. Phước họ lớn. Tuy chúng ta là phàm phu, hy vọng quý vị phát đại tâm. Mở đầu bộ kinh này, chúng ta thấy trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, Hoa Nghiêm đương cơ là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ.
Chúng ta là phàm phu, nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn, làm sao đọc được bộ kinh này? Làm sao đủ năng lực để nói và nghe? Đại sư Thanh Lương nói rất hay, ngoài pháp thân đại sĩ ra, còn một hạng người có thể làm đương cơ. Là ai? Là đại tâm phàm phu. Chúng ta nghe câu này cảm thấy rất an ủi. Chúng ta là phàm phu, chỉ cần phát đại tâm cũng có thể chiếm một gốc trong hội Hoa Nghiêm. Dù không thể làm học sinh chính khóa, cũng không thể làm học trò dự thính. Do đây có thể biết, nhất định phải phát đại tâm. Sau khi chúng ta đọc xong quyển kinh văn này rồi, mới biết phát đại tâm rất quan trọng. Phát đại tâm là Hoa Nghiêm đương cơ, quả thật có thể đạt được lợi ích chân thật của kinh Hoa Nghiêm. Ở đây nói đến vô lượng thiện, nên học như thế nào? Khởi tâm động niệm phải nghĩ đến lợi ích hết thảy, chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Đây là tu thiện. Đoạn ác không những chỉ trên hành vi, chúng ta không được làm việc tổn hại tất cả chúng sanh. Ý niệm tổn hại hết thảy chúng sanh đều không được sanh khởi. Nếu chúng ta hiểu rõ nguyên tắc này, kiên trì tuân thủ, y giáo phụng hành, từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày đều là trồng vô lượng thiện. Vô lượng thiện có hai cách nói. Không nói ra, quý vị không thể cảm nhận được. Mình không làm việc tốt, đâu có trồng thiện căn. Khởi tâm động niệm, từng ly từng tí, mọi hành vi cử chỉ đều như lý như pháp, đều tuân thủ, không hề trái với giáo huấn của Phật. Như vậy là làm gương cho hết thảy chúng sanh. Đâu qua nhìn thấy, không có người nhìn thấy, có quỷ thần nhìn thấy. Làm gương cho tất cả chúng sanh, ngoài con người ra, chúng sanh nhiều vô số. Ở đạo tràng này, chư vị có thể nhìn thấy là những người đang hiện diện. Trong đạo tràng này, ta không nhìn thấy được có chúng Bồ Tát, có Thanh Văn Duyên Giác, có Long Thiên Thiện Thần, cũng có quỷ thần đang ở đây nghe kinh, đang ở đây nghe pháp. Mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Không thể nói mắt thường chúng ta không nhìn thấy, tai không nghe thấy là không có người. Như vậy là sai lầm. Bởi vậy, trong 24 tiếng đồng hồ, bất luận nơi nào hay ở đâu,
chúng ta y giáo phụng hành, thể hiện cho chúng sanh thấy, làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Đây chẳng phải là trồng vô lượng thiện ư? Đúng như phu tử nói, giáo hóa mọi loài, chúng sanh có duyên đến thỉnh giáo, ta giảng giải cho họ. Đây là lời nói thiện. Có khi thấy họ có thể tiếp thu, nhưng họ không nói, chúng ta cũng có thể không hỏi tự nói. Làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh, đây đều là những gì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta. Do đây có thể biết, mọi lúc mọi nơi chúng ta có tâm thiện, tâm làm thiện đối với người quan trọng vô cùng. Mục đích của thiện tâm là gì? Là giúp hết thảy chúng sanh khai ngộ. Đây là thiện lớn bậc nhất. Chúng ta niệm niệm phải có tâm này, phải có hành vi này. Nếu có duyên, duyên phải thuận thuộc, giúp chúng sanh kiến đạo tràng. Dựng pháp tràng, độ chúng sanh, thiện sẽ càng lớn. Ngày nay pháp tràng nhất định không thể tách rời khoa học kỹ thuật cao của thời đại. Kiến lập pháp tràng như thế không giống ngày xưa. Ngày xưa dựng pháp tràng chính là kiến lập tự viện, xây dựng đạo tràng để giúp người phương đó nghe pháp, quân tu. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, không cần kiến lập đạo tràng. Hiện nay chúng ta kiến lập mạng Internet là được. Mạng Internet có thể cùng một lúc truyền bá trên toàn thế giới. Chúng ta có thể trực tiếp thảo luận Phật Pháp, trực tiếp giải thích nghi vấn với người trên toàn thế giới. Hiện nay có rất nhiều công ty, những công ty xuyên quốc gia này mở hội nghị đều lợi dụng truyền hình, lợi dụng mạng Internet để truyền bá. Một người ngồi trong phòng hội nghị, đối diện màn hình, các bộ phận khắp nơi trên thế giới đều nhìn thấy qua màn hình, đều triển hiện tất cả. Chẳng khác nào nói chuyện thảo luận trực tiếp vậy. Ngày nay chúng ta kiến pháp tràng, cần phải biết áp dụng phương pháp này. Hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật vẫn chưa được coi là hoàn bị. Hiện tại
chỉ dùng mạng Internet để phát sóng trực tiếp các buổi giảng kinh. Còn trường hợp những nơi nghe kinh qua mạng, chúng ta không dịch thấy được. Có thể làm được điều đó chăng? Có thể làm được. Câu thứ hai, tất dĩ nhập ư phương tiện nguyệt hải. Nguyện thường nói đến tứ hoằng thệ nguyện. Bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật ở trong nhân địa từng phát rất nhiều nguyện. Bất luận họ phát nguyện nhiều hay ít, quy nạp lại không ngoài bốn chuyện. Có thể nói tứ hoằng thệ nguyện là nguyện mà hết thảy chư Bồ Tát khắp tận hư không biến pháp giới phát ra khi còn ở nhân địa. Quy nạp đó lại không ngoài bốn nguyện này. Bốn nguyện này sâu rộng vô biên. Dùng hải để ví dụ, chư vị Bồ Tát dự hội, họ đều đã nhập phương tiện nguyện hải. Nói cách khác, họ đã thực hiện xong những đại nguyện này. Nhập tức là đã làm được. Chúng ta tuy đã phát nhưng chưa nhập. Thường đọc tứ hoằng thệ nguyện nhưng một điều vẫn chưa làm, nghĩa là chưa nhập. Họ đều đã nhập. Do đây có thể biết những người này là pháp thân đại sĩ. Trong sớ sao, Đại sư Thanh Lương giải thích rằng câu thứ nhất là Thất Địa Bồ Tát, câu thứ hai là Bát Địa Bồ Tát, câu thứ ba là Thập Địa Bồ Tát. Ngài nói quá cao. Chúng ta không thể đạt được thọ dụng. Đại sư Thanh Lương cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta phải nghĩ ra phương pháp làm sao thực hành vào trong cuộc sống của mình, đem đến lợi ích cho cuộc sống tu hành hiện tại, chúng ta mới yêu thích kinh này, mới áp dụng được. Nếu đều nói đến Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, quá vi diệu, nghe rất hay nhưng chúng ta thì vô dụng, không thể đắc lực. Vì thế chúng ta dùng chú sớ của Đại sư Thanh Lương làm tham khảo, không giảng theo những gì Ngài nói. Sau khi phát nguyện nhất định phải lấy hành thực tiễn nguyện. Chúng ta không được quên, hành là hành trì, tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi nhất định phải tương ưng với nguyện. Quan trọng là phải tương ưng với nguyện thứ nhất,
Thật ra tứ hoằng hệ nguyện chính là một điều, đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nguyện này tương ưng viên mãn với bổn nguyện của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời. Vị Phật nào, vị Bồ Tát nào không phát nguyện độ tận chúng sanh? Chúng ta đã phát nguyện này vì ta muốn viên mãn nguyện này, cho nên mới có ba chuyện ở sau. Nếu không đoạn phiền não, đến độ bản thân còn chưa xong thì có thể độ được ai? Nguyện đó của mình là nguyện suông, vĩnh viễn không thực hiện được. Vì muốn độ tất cả chúng sanh, trước tiên phải độ mình. Độ mình trước là ba nguyện bên dưới. Ta phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não thành tựu đức hạnh của mình. Đây là tu hành chân chánh. Vượt thoát lục đạo mười pháp giới, chưa đoạn phiền não không thể vượt thoát. Sau đó mới học pháp môn. Nếu ta chỉ có đạo đức, không có học vấn, không thể độ chúng sanh. Cần phải có học vấn, có tri thức phong phú, mới có thể ứng phó với vô lượng vô biên chủng loại chúng sanh. Vì thế muốn thành tựu trí tuệ viên mãn, muốn thành tựu biện tài vô ngại, ta cần phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có hai bản lĩnh này, ta mới có thể thực tiễn đại nguyện của mình. Hai năng lực này đều đầy đủ. Nếu không thể đạt đến tiêu chuẩn cao nhất, thì nguyện đó không thể viên mãn. Sao không thể viên mãn? Ta chỉ có thể độ chúng sanh thấp hơn mình. Chẳng hạn mình là Bồ Tát sơ địa, ta chỉ có thể độ Bồ Tát thập hồi hướng trở xuống. Bồ Tát sơ địa bằng mình, làm sao độ được họ? Vị địa cao hơn ta, ta càng không thể. Cho nên nguyện sau cùng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, ta phải thành Phật mới được. Thành Phật mới có thể độ chúng sanh viên mãn được. Vì sao vậy? Bồ Tát đẳng giác ta cũng độ được. Chúng sanh vô biên, trên đến đẳng giác, dưới đến địa ngục A Tỳ. Đây là chúng sanh vô biên. Bởi vậy nếu không viên thành Phật đạo, làm sao ta có thể viên mãn nguyện này được? Do đây có thể biết tứ hoằng thệ nguyện chỉ có điều thứ nhất là nguyện vọng, ba điều sau là làm sao để đạt được nguyện vọng này, là điều ta cần phải tuân thủ, cần phải học tập. Do đây có thể biết ngày đây chúng ta có nguyện này chăng? Tự
tự mình suy nghĩ tường tận, cố gắng phản tỉnh, kiểm điểm bản thân. Không được nói không có nguyện. Không có nguyện, ngày ngày đứng trước Phật phát nguyện. Cũng không được nói mình có nguyện. Vì sao vậy? Tuy ngày ngày phát nguyện, nhưng căn bản không hề thực hiện. Vậy thì như thế nào mới thực sự có nguyện, thực sự có hành? Dùng hành thực tiễn nguyện. Nguyện dẫn dắt hành. Nguyện đang dẫn dắt ta tu hành. Tu hành viên mãn đại nguyện của mình. Hạnh nguyện tương trợ, hổ tương thành tựu. Nguyện này là thật. Nguyện của chư đại Bồ Tát dự hội là thật. Vì sao vậy? Vì tất cả đều phương tiện nguyện hải. Phương tiện là nói từ phương diện độ chúng sanh. Họ triển hiện phương tiện thiện xảo đã khế nhập. Những người này là pháp thân đại sĩ, chúng ta cần phải học tập, phải siêng năng nỗ lực để học tập, gọi là dũng mãnh tinh tấn, vĩnh bất thoái chuyển. Chỉ cần chư vị tinh tấn nỗ lực, khế nhập cảnh giới này, pháp hỷ sung mãn. Khi chưa nhập cảnh giới này, rất khó, rất khổ. Mới bắt đầu ta cảm thấy rất khổ. Vì sao vậy? Vì từ vô thị kiếp đến nay, ta luôn sống phóng dật, tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí. Bây giờ Phật Bồ Tát dạy chúng ta diễn ly phiền não. Đoạn tập khí. Đương nhiên sự thay đổi này khiến chúng ta cảm thấy không quen, trái ngược với tập quán ngày xưa, cho nên không quen, ta cảm thấy không chịu được. Đây là một cửa ải, đây là một cổ bình. Đột phá được sẽ rất tự tại. Hôm nay có mấy vị đồng tu đến hỏi tôi, vì sao giảng sanh mới chắc chắn? Họ nói thấy một số đồng tu niệm Phật, niệm mấy mươi năm cũng không giảng sanh. Họ hỏi có chắc được giảng sanh chăng? Họ lắc đầu. Do đó sanh khởi nghi hoặc. Mỗi ngày niệm Phật trong niệm Phật đường, thậm chí mỗi ngày niệm 24 tiếng đồng hồ, quý vị muốn hỏi tôi họ có thể giảng sanh chăng? Tôi không thể nói họ không thể giảng sanh, cũng không thể nói họ có thể giảng sanh. Nguyên nhân vì sao vậy? Giảng sanh phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tín nguyện
phải chân thật khẩn thiết, gọi là tinh thật nguyện thiết. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là buông bỏ vạn duyên. Nếu đầy đủ hai điều kiện này, chắc chắn được giảng sanh. Thiếu một trong hai điều kiện này, chưa chắc giảng sanh. Tuy có tin sâu nguyện thiết, nhưng vẫn chưa buông bỏ được vướng bận của thế gian, vậy thì không thể giảng sanh. Bởi thế cần phải buông bỏ được. Cổ nhân nói tin sâu nguyện thiết, nói rõ trong tín nguyện hạnh này đã buông bỏ, vậy thì được. Bây giờ chúng ta cần phải nói nhiều hơn một chút, nói thêm vài câu. Đối với thế gian này, quý vị vẫn còn lưu luyến, vẫn còn vướng bận, còn ân oán. Người nào có ân với tôi mà tôi chưa báo đáp, người đó có thù với tôi cũng chưa báo thù, vậy làm sao giảng sanh? Phật A-di-đà không thể nói đợi người báo ân báo oán xong rồi đến tiếp dẫn, không có chuyện đó. Nhất định phải buông xuống. Thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tâm thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần. Sau đó có đầy đủ tinh sâu nguyện thiết, người này chắc chắn giảng sanh. Niệm Phật nhiều ít không quan trọng. Nếu không buông bỏ được tin không thật, nguyện không thiết, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân nói hét hư cổ họng chỉ uổng công. Chẳng phải đã nói rất rõ ràng sao? Quý vị không thể giảng sanh. Trong kinh điển Đức Thế Tôn cảnh cáo chúng ta, tài sắc danh thực thùy là năm căn bản của địa ngục. Có một thứ ta cũng không thể giảng sanh. Nếu có đầy đủ cả năm điều, dù Phật A Di Đà có kéo quý vị cũng không nhúc nhích. Quý vị có thể đi được chăng? Cần phải đoạn tận những phiền não này. Như vậy mới không chướng ngại chuyện giảng sanh. Mà trường hợp giảng sanh nổi bật nhất, thực tế mà nói, có rất nhiều trường hợp diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Chư vị hơi lưu ý một chút là sẽ thấy được. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép về Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống, ông tuy là một người xuất gia nhưng không giữ được thanh quy, một tỳ kheo phá giới. Nhưng người này có một ưu điểm. Những người phá giới và làm điều ác hiện nay không thể sánh được với ông. Ông có một ưu điểm, ông biết mình làm ác, tương lai đọa địa ngục. Ông rất sợ đọa địa ngục, nhưng đã tạo ra nghiệp, địa ngục không thể không đi, lại cảm thấy rất sợ hãi. Ông liền cầu cứu đồng tham đạo hữu, có cách nào cứu ông chăng? Có một vị đồng tu đưa cho ông xem cuốn Giảng Sanh Truyện. Ông xem xong, mỗi câu chuyện đều rất cảm động. Sau khi xem xong Giảng Sanh Truyện, ông liền tỉnh ngộ, đóng cửa ở trong phòng, niệm rốt ráo danh hiệu A-di-đà Phật. Ông niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không ngủ nghỉ, cũng không ăn cơm, không uống nước,
niệm suốt 3 ngày như thế, tâm chân thành, quả thật đã buông bỏ, chiêu cảm được Phật A-di-đà, cảm ứng đạo giao thành tức linh. Phật A-di-đà nói với ông: ngươi còn 10 năm thọ mạng, cố gắng tu, đến khi lâm chung ta sẽ đến tiếp dẫn. Pháp sư Doanh Kha liền bạch Phật A-di-đà. Ông nói: tập khí của con rất nặng, không vượt qua được cám dỗ bên ngoài. Một khi bên ngoài mê hoặc, con lại tạo tội nghiệp, bản thân con không giữ được. Con không cần 10 năm thọ mạng này, chỉ muốn được theo ngay bây giờ. Phật A-di-đà bằng lòng. Phật rất từ bi. Ngài nói: thôi 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. 3 ngày sau, ông không hề sanh bệnh mà giảng sanh. Ông niệm Phật bao lâu? 3 ngày 3 đêm. Đã chứng minh lời trong Kinh Di Đà nói: nếu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày, có gì khó khăn chăng? Giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, là đường dễ đi. Vấn đề là ta có muốn đi chăng? Người niệm Phật nhiều như thế, nếu treo trước cửa một tấm biển, 3 ngày chắc chắn giảng sanh, chỉ sợ không có người nào. Còn ai dám đến niệm Phật không? 3 ngày sẽ chết, không đáng sợ sao? Không ai đến. Bởi vậy mới biết giảng sanh hay không then chốt ở chỗ nào, chẳng phải rất rõ ràng sao? Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, chúng ta ở trong niệm Phật đường cầu điều gì? Cầu nhất tâm bất loạn, là cầu điều này. Nếu ta được nhất tâm bất loạn, đừng nói là được sự nhất tâm và lý nhất tâm, cạn nhất là công phu thành phiến. Chỉ cần đạt được công phu thành phiến, giảng sanh là điều đương nhiên. Ở đây công phu thành phiến sâu cạn cũng không giống nhau. Nếu ta dùng tam bối cụ phẩm để nói, người chứng được thượng tam phẩm có công phu thành phiến, có thể tự tại giảng sanh. Muốn đi khi nào thì đi khi đó. Đây là sự thật, không phải là giả. Muốn ở thế gian này thêm vài năm cũng không có gì chướng ngại, hết thọ mạng cũng không sao. Ta thực sự đã liễu sanh tử. Công phu thuộc hạng trung hạ, thông thường là trước khi mạng chung 1-2 tháng, biết khi nào mình giảng sanh. Chúng ta thấy rất nhiều, trong đời tôi gặp được cũng không ít. Biết trước giờ chết, không bệnh tật, khi giảng sanh có người đứng, có người ngồi. Quý vị nói tiêu sái biết bao, tự tại biết bao, không sanh bệnh. Công phu thành phiến, trình độ cạn. 3 phẩm hạ, lâm chung có thể sanh bệnh. Họ có thể biết trước 1 tuần, trước khi giảng sanh. Có khi họ biết trước 5 ngày, 3 ngày. Đức Phật đến tiếp dẫn họ,
Đây là công phu thành phiến cạn, công phu thành phiến sâu, sanh tử tự tại. Tôi từng nói với chư vị, thầy tôi là cư sĩ Lý Bính Nam, sanh tử tự tại. Muốn đi khi nào thì đi khi đó. Có một số đồng học đến hỏi tôi, thầy đã đạt được công phu như thế nào. Tôi nói công phu như thế nào tôi không biết, nhưng theo tôi, giới hạn thấp nhất là công phu thành phiến thượng tam phẩm. Điều này chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu quý vị nói là sự nhất tâm hay lý nhất tâm, tôi không nhận ra. Nhưng thượng tam phẩm công phu thành phiến, tôi cảm thấy thầy đã đạt đến cảnh giới này. Chúng ta mới biết sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Vì muốn niệm đến sự nhất tâm và lý nhất tâm, quả thật chúng ta rất khó làm được. Nếu nói niệm đến thượng tam phẩm công phu thành phiến, mỗi người đều làm được. Chỉ sợ quý vị không chịu làm. Quả thật quý vị có thể làm được. Niệm Phật đến thượng phẩm công phu thành phiến, lúc này có thể giảng sanh chăng? Nói cho chư vị biết, đa số đều giảng sanh. Trước đây có người từng hỏi tôi, mà không chỉ có một người, tôi gặp mấy lần câu hỏi giống nhau. Những người này đem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và giảng sanh truyện đến hỏi tôi. Họ nói, thầy ơi, trong này có rất nhiều người niệm Phật, 3 năm thì giảng sanh. Phải chăng niệm Phật được 3 năm thì thọ mạng của họ cũng vừa hết? Họ hỏi rất hay. Tôi trả lời họ, chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Đâu mà trùng hợp thế? Vì sao niệm Phật 3 năm thì giảng sanh? Vì công phu của họ đã thành tựu. Như hiện nay chúng ta muốn đến một nơi rất tốt đẹp, chúng ta muốn di dân đến đó, thủ tục di dân đã làm xong, visa cũng đã lấy được, quý vị có đi chăng? Nhất định đi. Những người niệm Phật này được 3 năm, thủ tục di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng đã xong xuôi, họ đều lấy được. Cuộc sống ở đó thoải mái hơn ở đây nhiều. Họ đi ngay. Đối với chỗ này không còn gì lưu luyến. Đạo lý này mới là chân lý, hợp tình hợp lý. Hà tất ở thêm một ngày ở nơi thế gian này, ở thêm một ngày chịu khổ nhiều thêm một ngày. Chúng ta đi không được đành phải chịu, không thể không chịu tội này. Có năng lực đi mà lại ở đây chịu khổ thêm một ngày, chẳng phải rất oan uổng sao? Hà tất phải chịu cái khổ này? Sau khi hoàn tất mọi thủ tục mà vẫn chưa đi thì chỉ có một nguyên nhân: vẫn còn chúng sanh có duyên cần ta độ. Như vậy thì không thể đi trước. Nếu giảng sanh trước là có lỗi với người này. Ai là người có duyên? Họ tin lời mình nói, lý giải điều mình nói, những gì ta nói họ đều y giáo phụng hành. Đây là người có duyên với mình. Ta không được đi sớm, cần phải giúp họ.
hết nhân duyên quá độ chúng sanh, vậy thì ta có thể ra đi. Như thế nào gọi là duyên tận? Tùy thính chung rất nhiều, nhưng không ai nghe lời, không ai y giáo phụng hành. Vậy là nhân duyên đã hết. Chứ gì phải biết, lấy cư sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung là một ví dụ để nói. Thầy giảng kinh đương thời ở Đài Trung, mỗi lần giảng kinh tính chúng thường lên đến 300-400 người. Giảng đường của thầy ấy không lớn như thế, 300-400 người là chật ních. Pháp duyên thù thắng. Vì sao thầy ấy ra đi? Tuy thính chúng rất nhiều, không có ai y giáo phụng hành. Những người y giáo phụng hành đều đã được độ, như lúc Thế Tôn còn tại thế vậy. Vì thế thầy ra đi. Nếu có một người trong đại chúng, vẫn còn một người thật sự y giáo phụng hành, thật sự có thể độ được, thầy không thể đi. Đệ tử nhà Phật không bỏ một ai, như vậy mới gọi là đại từ đại bi. Chư Phật Bồ Tát trú thế là do nhân duyên như vậy mà thôi. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch, cũng phải phát đại nguyện giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Câu thứ ba, sở hành chi hành cụ túc thanh tịnh. Ở đây quan trọng nhất là thanh tịnh. Không những thanh tịnh mà còn đầy đủ thanh tịnh. Đầy đủ nghĩa là sao? Là thanh tịnh viên mãn. Sở hành là hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát trong kinh Đức Thế Tôn quy nạp nó thành 6 cương lĩnh. Gọi là lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Chúng ta đã thực hành chăng? Từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta có nỗ lực thực hành chăng? Như thế nào gọi là bố thí? Ở đây nói phạm vi quá lớn. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, trong chương thập hồi chướng, nói tường tận về bố thí, có hơn 100 loại, nói rất tường tận. Không phải như bình thường chúng ta chỉ nói ba cương lĩnh: tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Đây là nói một cách đại khái. Trong kinh này phải nói tường tận. Khi nói đến, chúng ta mới nói đoạn kinh văn đó cần thời gian rất dài để giới thiệu, là trọng điểm tu hành của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm có tương ứng với 6 cương lĩnh này chăng?
Chúng ta có tâm bố thí chăng? Tâm bố thí có hai loại. Đối với bản thân mà nói là buông bỏ. Có tâm buông bỏ tất cả chăng? Đối với người khác mà nói, chúng ta phải giúp họ. Bất luận là ai đều cần người giúp đỡ. Chư Phật Như Lai cũng cần chúng ta giúp. Chúng ta giúp họ tuyên truyền, giúp họ giới thiệu Phật Pháp, tiến cử Phật Pháp. Chúng ta cũng giúp họ, họ giúp chúng ta. Đây là bố thí. Chúng ta có ý niệm này chăng? Có nỗ lực để làm chăng? Trì giới, nói theo nghĩa rộng, tuân thủ giáo huấn Đức Phật. Những gì Đức Phật dạy làm, chúng ta có làm chăng? Đức Phật dạy không được làm, chúng ta có làm chăng? Trì giới là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp, chính là giữ pháp, giữ quy củ, tuân thủ giáo giới của Phật Bồ Tát. Nhẫn nhục là kiên nhẫn, phải có tâm lâu dài. Đối nhân, đối sự, đối vật, đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, làm việc tu hành đều phải có kiên nhẫn, phải có tâm sâu xa. Càng là việc lớn, thời gian càng dài. Càng cần có sự kiên nhẫn chăng? Phàm việc gì gọi là một ngày tinh tấn, 10 ngày giải đãi, như vậy làm sao thành tựu được? Chắc chắn không thể thành tựu. Người có thành tựu đều có kiên nhẫn, không những có kiên nhẫn mà còn phải tinh tấn. Tinh là nhất môn thâm nhập, đây là tinh. Tấn là tuyệt đối không thoái chuyển, đó chính là tiến bộ. Nhất môn thâm nhập vĩnh viễn không thoái chuyển. Bất luận là thế pháp hay Phật Pháp, không có đạo lý không thành tựu. Trong lục độ thiền định là nói tâm có chủ tể, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Đây là thiền định. Hay nói cách khác, không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ. Bất luận là người, sự hay vật đều không bị mê hoặc. Tâm mình là định. Kinh Kim Cang nói, đối với tướng không chấp thủ, như như bất động, đó gọi là thiền định. Câu không chấp thủ đối với tướng nghĩa là không bị cảnh giới bên ngoài gây ảnh hưởng, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, tức là không chấp tướng, không chấp thủ, trong tâm như như bất động. Nguyên tắc cuối cùng là trí tuệ, là bát nhã. Trí tuệ là quán chiếu, quán chiếu năm uẩn đều là không.
Đây là bát nhã. Biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Biết tâm năng thủ bất khả đắc. Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tâm năng thủ này bất khả đắc. Các pháp mà quý vị nắm giữ, tất cả pháp này là nhân duyên sở sanh, không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Nói với quý vị, năng sở đều bất khả đắc. Đây là trí tuệ bát nhã. Quý vị thấu triệt mới buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn chấp trước. Tôi có thể dùng nó, tuyệt đối không chấp trước nó. Như vậy mới sống cuộc đời của chư Phật Bồ Tát. Cuộc sống của bậc giác ngộ, vậy là ta đã đầy đủ thanh tịnh. Nếu không có trí tuệ bát nhã, sở hành chi hành tuy nói thanh tịnh, không thể gọi là đầy đủ. Đầy đủ nhất định tương ưng với bát nhã, cũng nhất định tương ưng với thật tướng các pháp. Đây là thanh tịnh chân thật. Chúng ta học như thế nào? Nói cho chư vị biết, phương pháp duy nhất là ngày ngày huân tập. Đây là phương pháp tu học rất quan trọng. Phàm phu tích lũy tập khí phiền não từ vô lượng kiếp cho đến nay, muốn đoạn tận đâu có dễ. Phương pháp duy nhất là ngày ngày nghe kinh. Đạo tràng ngày xưa giống như là một lò luyện vậy. Hàng trung hạ căn tánh vào đạo tràng này đều được nó rèn luyện đào thải mà thành pháp khí. Hiện nay không có đạo tràng này, đạo tràng này là giải hành tư ngưng. Đạo tràng ngày xưa có đạo phong, có học phong. Đạo phong là tương ưng hành môn, học phong là thâm nhập giải môn. Giải hành đều quan trọng như nhau. Đạo phong mỗi đạo tràng đều không giống nhau. Học phong cũng không tương đồng, nhưng đều là Phật dạy, đều do Đức Phật truyền lại, đều có thành tựu. Tuy đạo phong và học phong không đồng, gọi là trăm sông đổ về biển, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận tu học pháp môn nào đều thành tựu. Học phong là ngày ngày giảng giải, ngày ngày nghiên cứu thảo luận, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Đạo phong là ngày ngày đào thải tập khí phiền não của mình. Nhắm tương hướng mục tiêu đầy đủ thanh tịnh mà tiến tới.
Đây là đạo phong. Tuy có nhiều hành môn, quy nạp lại không ngoài ba loại lớn. Ba loại lớn này là thiền, tịnh, mật. Nói đến tu hành không ngoài ba loại lớn này. Một đạo tràng, quý vị thấy rất nhiều đạo tràng, có giảng đường, thiền đường, niệm Phật đường, là hành môn, nơi tu hành. Giảng đường là nơi nghiên cứu thảo luận. Mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày niệm Phật, không gián đoạn. Trong kinh Nhân Dương chúng ta thấy Đức Phật dạy bốn đệ tử cùng nhau tu học, mỗi ngày hai thời giảng kinh, giảng giải, nghiên cứu, thảo luận hai thời. Đức Thế Tôn nói hai thời, chứ gì phải nhớ là hai thời của Ấn Độ, hai thời của Ấn Độ cổ. Ngày xưa Ấn Độ chia một ngày một đêm thành sáu thời, ngày ba thời và đêm ba thời. Hai thời là hiện nay bao nhiêu thời gian? 8 tiếng. Đức Phật nói một thời là 4 tiếng hiện nay. Mỗi ngày giảng kinh, nghe kinh và nghiên cứu thảo luận là 8 tiếng. Đúng là tinh tấn. Giải môn 8 tiếng, hành môn cũng 8 tiếng. Công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực có liên quan đến điều này. Giải không thấu triệt. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa lý. Ta phải hiểu một cách thấu triệt, như vậy mới buông bỏ được. Giải là nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu mới chịu buông bỏ. Nhìn thấu buông bỏ, công phu mới đắc lực. Ngày nay công phu chúng ta không đắc lực, then chốt là chưa hiểu thấu triệt. Nhưng ngày nay chúng ta có nghiệp chướng. Bây giờ bảo tôi mỗi ngày giảng cho quý vị 2 tiếng, tôi rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Còn nếu bảo tôi giảng 8 tiếng một ngày, như vậy sẽ rất vất vả, tôi không chịu nổi. Lúc trẻ thì được, bây giờ già rồi không được. Rất nhiều đồng tu thấy tôi như thế, hình như chưa già, tinh thần thể lực không còn như trước. 10 năm trước, khi ở Mỹ, tôi giảng một ngày 8 tiếng không hề gì. Được. Còn nhớ năm 1983 hay là năm 84, tôi đến Los Angeles, vừa xuống máy bay là vào giảng đường. Một ngày giảng 9 tiếng, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng, tối 3 tiếng. Tôi đứng để giảng. Giảng đường ở phương Tây, có thể quý vị cũng thấy trên TV, Tổng thống Mỹ báo cáo với mọi người,
chiếc bàn chỉ lớn bao nhiêu, trụ chống rất nhỏ, người diễn giải đứng ở đó, tôi cũng đứng như vậy để giảng, thính chúng ngồi ở dưới nghe. Một ngày tôi giảng 9 tiếng, người nghe rất mệt. Tôi đứng giảng không mệt. Lúc đó tôi có thể lực. Bây giờ tinh thần thể lực không đủ. Mỗi ngày giảng 4 tiếng thì được. Giảng 8 tiếng chỉ sợ tôi chịu không nổi. Điều này chứng minh bất luận làm gì đều cần tuổi trẻ. Chứ gì phải cần nhớ, lục tổ Huệ Năng đắc pháp với ngũ tổ tại Hoàng Mai lúc mấy tuổi? Lúc 24 tuổi. Gia Cát Lượng ra khỏi Am Tranh đánh bại quân Tào Tháo tại Tân Giả lúc mấy tuổi? Lúc 27 tuổi. Bởi vậy chứ gì phải trân trọng tuổi xuân quý giá của mình, siêng năng nỗ lực tinh cần. Lục tổ Huệ Năng 24 tuổi minh tâm kiến tánh. Vì sao chúng ta lại không thể? Vì sao Ngài có thể? Ngài có thể vì Ngài có thể buông bỏ. Chúng ta không thể vì chưa buông bỏ, còn nhiều vướng bận bị nó liên lụy. Nếu như thật sự muốn học Phật Bồ Tát, không có gì khác, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, Ngài có thể, ta cũng có thể. Sau đó sở hành chi hành mới đầy đủ thanh tịnh. Sở hành chi hành lại nâng lên một bậc. Vì sao vậy? Vì đầy đủ thanh tịnh là nâng lên một cấp. Một cấp này tức nâng lên đến đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Sau khi đầy đủ thanh tịnh, hạnh này chính là hạnh Phổ Hiền. Câu này Đại sư Thanh Lương phối với Bồ Tát Pháp Vân Địa, Ngài nói không phải không có đạo lý. Câu thứ tư, ư xuất ly đạo dĩ năng thiện xuất. Ở đây thiện là chữ then chốt. Chúng ta không được sơ xuất chữ này. Đạo là vô lượng đạo. Thông thường Đức Phật quy nạp vô lượng đạo thành 10 pháp giới. Đặc biệt đối với phàm phu chúng ta mà nói thì quy nạp thành lục đạo, trên thực tế là vô lượng đạo. Làm sao ra khỏi đạo? Ra khỏi lục đạo ra khỏi 10 pháp giới. Đối với chúng ta mà nói,
là pháp chân thật. Nếu không thể ra khỏi ta không thể ra khỏi trầm luân sanh tử, nhất định phải biết được thời gian trong ba đường lành ngắn, thời gian ở ba đường ác dài. Ba đường lành thọ mạng dài nhất là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thọ mạng tám vạn đại kiếp. Tám vạn đại kiếp trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, một đại kiếp là thế gian này thành trụ hoại không một lần. Tám vạn đại kiếp thời gian bao lâu? Thế gian này thành trụ hoại không tám vạn lần. Họ vẫn ở trong định. Thế giới thành trụ hoại không liên quan đến họ. Vì sao vậy? Vì họ ở trong cõi vô sắc, họ không ở cõi sắc. Thọ mạng này không dài. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói về địa ngục, kinh điển nói rất rõ ràng, thọ mạng của địa ngục là vô lượng kiếp. Tám vạn có số lượng, vô số kiếp, ta mới biết thọ mạng của ba đường ác dài hơn thọ mạng của ba đường lành quá nhiều. Hèn chi đại sư Doanh Kha tạo tội nghiệp, nghĩ đến bản thân đọa địa ngục không thể không sợ. Đối với tình trạng trong luân hồi lục đạo, nếu chư vị thấu hiểu đôi điều, quý vị mới biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Thế gian chúng ta những điều này không có gì lớn lao, là chuyện nhỏ. Luân hồi sanh tử mới là chuyện lớn. Ta thoát ly như thế nào? Có phương pháp thoát ly chăng? Vấn đề nghiêm trọng như vậy bày ra trước mắt, chúng ta mê hoặc, điên đảo, mất hết cảm giác, không đáng sợ sao? Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, từ bi cứu bạc, chúng ta là người như thế nào? Đúng như trong kinh Địa Tạng nói, can cường khó giáo hóa. Như thế nào gọi là can cường? Tự cho mình hơn người. Coi những gì Phật Bồ Tát nói là mê tín, ẩn số, chưa chắc là thật, luôn hoài nghi như vậy, không thể tin sâu. Vì thế chư Phật Bồ Tát khô hơi rác cổ giáo giới, vậy mà ta bỏ lỡ nhân duyên này. Quý vị nói đáng tiếc biết bao. Khi nào mới tin? Đó chính là ngày ngày nghe, ngày ngày đọc, nghe nhiều lần, đọc nhiều lần. Suốt mấy mươi năm như vậy liền thoát nhiên khai ngộ. Chúng ta thấy rất nhiều trong lịch sử, làm gì có chuyện nghe kinh một lần liền khai ngộ? Không có đạo lý này. Nghe một lần khai ngộ,
là người tái sanh, không phải phàm phu. Phàm phu làm sao có thể, tuyệt đối không thể nghe một lần liền khai ngộ. Ngày ngày nghe, ngày ngày đọc, kiên trì không bỏ. Nghe xong tư duy nghĩa trong kinh, y giáo phụng hành, như vậy mới gọi là tinh tấn. Nhưng duyên này rất khó khăn. Ta rất có tâm này, có nguyện vọng này, có nghị lực này, có sự kiên trì. Ta rất muốn tu, rất muốn nghe. Ai nói cho ta? Không ai nói cho mình cả. Mỗi ngày ta muốn nghe 8 tiếng, không tìm ra người dạy. Nói cho chư vị biết, quý vị vẫn được coi là người có phước báo. Chư Phật Bồ Tát đều chúc mừng quý vị. Ngày xưa không có cách, bây giờ có cách rồi. Đem VCD để già, một ngày nghe 8 tiếng được. Một ngày nghe 8 tiếng, đừng nghe 8 đĩa, chỉ nghe một đĩa. Một đĩa nghe từ đầu đến cuối, lặp đi lặp lại 8 tiếng. Như vậy mới có lợi ích. Đây gọi là nhất môn thâm nhập. Nếu mỗi ngày nghe 8 đĩa, nghe đĩa thứ nhất không biết ở sau, nghe đĩa sau thì quên hết đĩa trước. Như vậy có lợi ích gì? Căn tánh chúng ta không sắc bén. Mỗi ngày chúng ta nghe một đĩa 60 phút. Một ngày nghe 8 lần. Nếu 3 năm không gián đoạn, nhất định có chỗ ngộ. Cảnh giới ngộ cạn hay sâu, tôi không dám nói. Nhưng tôi biết quý vị nhất định có chỗ ngộ. Ba năm kiên trì không bỏ, tâm mình an định. Bởi vậy hiện nay có phương pháp, người thời nay có phước báo, có khoa học kỹ thuật giúp đỡ. Chúng ta lợi dụng công cụ này, biết cách lợi dụng nó sẽ rất hay. Bằng cách đó, nghe nhiều, học nhiều, sau khi nghe xong hiểu được ý nghĩa, ứng dụng những đạo lý, phương pháp và nguyên tắc nguyên lý này vào trong cuộc sống hàng ngày, chính là tu hành. Giải hành đều có thể tương ưng. Với những lời Phật nói trong kinh, quý vị sẽ biết làm sao để xuất ly. Không những vĩnh thoát luân hồi, mà còn vĩnh thoát mười pháp giới. Đây chính là vượt thoát sanh tử. Nhưng ở bên dưới nó có thiện xuất. Chữ thiện này rất tuyệt diệu. Như thế nào gọi là thiện? Đúng là siêu diệt mười pháp giới.
Bồ Tát lại không lìa mười pháp giới, quả thật là siêu diệt luân hồi lục đạo, họ vẫn ở trong luân hồi. Đây gọi là thiện. Trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa thường nói: không trú sanh tử, không trú niết bàn. Đây gọi là thiện trụ, cũng gọi là thiện xuất. Không trụ, hai bên không hữu. Siêu diệt sanh tử là xuất ly luân hồi và xuất ly mười pháp giới. Không trụ niết bàn vẫn ở trong mười pháp giới và lục đạo để độ tất cả chúng sanh. Giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó, tùy cơ thuyết pháp, không hề nhiễm trước. Nhiễm trước chính là trú sanh tử. Không nhiễm trước chính là trụ niết bàn. Đây chính là điều chúng ta cần phải học tập. Nhưng chư vị phải biết, hiện tại chúng ta là phàm phu sanh tử. Dù trong đời này có được thông minh, lanh lợi, trong Phật Pháp có một chút thể ngộ, hình như đều không trú trong sanh tử và niết bàn. Thọ mạng đến, đời sau như thế nào? Nếu thật sự không ra khỏi tam giới, quên hết những chuyện luân hồi sanh tử của đời trước, Bồ Tát cũng có tình trạng mê muội này, không nhớ chuyện đời trước. Đời sau có gặp được nhân duyên tốt để tiếp tục học Phật không gián đoạn chăng? Không chắc chắn, không đáng tin. Cho nên đây là một con đường nguy hiểm. Con đường vững chắc nhất là gì? Quyết định cầu sanh tịnh độ. Cần phải hiểu điều này. Trong hội Hoa Nghiêm Văn Thù và Phổ Hiền, thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc, Hoa Nghiêm Hải Hội, Văn Thù Phổ Hiền, đối với giáo huấn của họ, tất cả đều đến thế giới cực lạc. Chúng ta biết chư vị Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội số lượng vô lượng vô lượng vô biên, họ học các pháp môn khác nhau. Vì thế trong hội Hoa Nghiêm chúng ta có thể nhìn thấy vô lượng vô biên pháp môn, mỗi người học đều không giống nhau, nhưng đều có thể đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phá vô minh phiền não, họ mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Mà chứng nhận Hoa Tạng Hải Hội, đúng là trăm sông đổ về biển, đều quy Hoa Nghiêm Hải Hội.
chính là thế giới Hoa Tạng. Đến đó gặp Văn Thù và Phổ Hiền, tiếp thu giáo huấn của hai vị đại Bồ Tát này, cùng hai ngài đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Đây là kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta cần phải biết thời nhà Đường có một vị thiền sư tên là Pháp Chiếu, chư vị đồng tu đều biết, về sau là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Thiền sư Pháp Chiếu vốn ở Hoành Châu, chính là Hoành Dương hiện nay. Nam Nhạc có tu hành ở đó. Có một hôm ăn cháo buổi sáng, chúng ta gọi là cháo trắng. Lúc đó người xuất gia đều dùng bát. Khi ăn cơm đột nhiên cúi đầu nhìn vào trong bát, trong bát hiện ra cảnh giới, hiện ra tự diện. Bồ Tát Văn Thù đang giảng kinh thuyết pháp, thấy rất rõ ràng. Đến đường núi đều thấy rất rõ ràng. Sau khi ăn cơm xong, ngài nói chuyện này với chư vị đồng học, kể lại cảnh giới này. Có một số đồng tu biết, họ nói là cảnh giới thầy nhìn thấy chắc là ngũ đài, đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Ngài liền phát tâm đến Ngũ Đại Sơn. Đến Ngũ Đại Sơn quả nhiên nhìn thấy cảnh giới này giống như ngài thấy ở trong bát. Ngài liền tìm đến Đại Thánh Trúc Lâm Tự, là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Thấy Văn Thù và Phổ Hiền đang giảng kinh thuyết pháp, thính chúng hơn một vạn người. Ngài đi vào, cũng ngồi xuống nghe kinh. Sau khi nghe xong, ngài đến thỉnh giáo Bồ Tát Văn Thù. Ngài nói, hiện nay Phật Pháp đang bước vào thời kỳ mạt Pháp. Thực tế vào thời nhà Đường là cuối thời kỳ tượng Pháp, gần đến thời kỳ mạt Pháp. Ngài hỏi Bồ Tát, chúng sanh tu học pháp môn nào mới có khế cơ? Bồ Tát Văn Thù khuyên ngài tu pháp môn Tịnh Độ, là Bồ Tát khuyên ngài. Ngài thỉnh giáo Bồ Tát tu như thế nào? Bồ Tát Văn Thù niệm A Di Đà Phật cho ngài nghe. Ngài học theo Bồ Tát Văn Thù tiếp nhận, về sau truyền lại phương pháp niệm Phật này, gọi là ngũ hội niệm Phật. Vì thế đương thời có người gọi ngài là Pháp Sư Ngũ Hội. Ngài kiến lập niệm Phật đường, đề xướng niệm Phật, học âm điệu của Bồ Tát Văn Thù. Lúc ngài rời Đại Thánh Trúc Lâm Tự, còn làm ký hiệu trên đường, hy vọng lần sau đến có thể tìm ra. Kết quả quay đầu nhìn lại là một vùng núi Quan Du, cảnh giới đó hoàn toàn biến mất, mới biết là Bồ Tát Văn Thù thị hiện. Ngài có duyên với pháp môn này, Bồ Tát truyền thụ cho ngài. Ngài không thẹn với sự dẫn dắt của Bồ Tát, trở thành một đời tổ sư của Tịnh Tông.
Đây là nguồn gốc của ngũ hội niệm Phật. Nhưng chư vị đồng tu phải biết, trong xã hội hiện nay vẫn có ngũ hội niệm Phật. Còn có một băng ghi âm tôi có nghe, đó không phải là thiền sư pháp chiếu truyền. Không phải. Vì sao vậy? Chúng ta nghe xong không thể nhiếp tâm, nghĩa là nghe xong tâm không thể thanh tịnh được. Nếu là phương pháp niệm Phật do tổ sư truyền, sau khi niệm nhất định tâm rất thanh tịnh, rất nhiếp tâm, đó mới đúng. Còn ngũ hội niệm Phật này là hát, hát nghe rất hay, không nhiếp tâm. Cũng có lợi ích. Người không niệm Phật để họ hát Phật cũng tốt, gây chút pháp duyên. Cho nên đó là ca hát, là âm nhạc. Ngũ hội niệm Phật này là đầu đâm dân quốc. Có một vị pháp sư, ông hiểu âm nhạc, chính ông biên soạn ra. Ngũ hội niệm Phật của thiền sư Pháp Chiếu do Bồ Tát Văn Thù truyền lại đã thất truyền. Chúng ta chỉ biết có một phương pháp niệm Phật như thế. Ở đây nói về thiện xuất, chữ thiện rất quan trọng. Chúng ta biết như thế nào mới thật sự được thiện. Nhất định trước tiên phải sanh đến thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc, gặp Phật A-di-đà. Trong kinh giảng sanh nói rất rõ về điều này. Quý vị thấy Phật A-di-đà, nếu tâm từ bi rất khẩn thiết, có thể trình bày với Phật A-di-đà: bây giờ con muốn trở lại thế giới ta bà để độ chúng sanh. Chỉ cần gặp Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương cực lạc, tức có thể thỉnh cầu Ngài trở lại độ chúng sanh. Như vậy là làm được thiện xuất. Vì sao vậy? Nhờ oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, ở trong lục đạo tuyệt đối không bị mê thất. Nếu không đến thế giới cực lạc một chuyến, gặp Phật A-di-đà, ở trong lục đạo chắc chắn đọa lạc, chắc chắn mê thất. Điều này rất quan trọng, tuyệt đối không được tự phụ, tự cho mình giỏi, không được. Cần phải biết có mê cách tâm. Bởi vậy, tất cả chư Phật Như Lai, lịch đại tổ sư đại đức, tận tâm tận lực khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương cực lạc, rất có đạo lý. Ở thế gian hiện nay, tôi từng nói với chư vị rất nhiều lần, quý vị lãnh hội tường tận. Tôi giảng kinh 40 năm, suốt 40 năm chưa từng gián đoạn. Một tuần ít nhất cũng giảng 3 lần. Hiện nay ở đây một tuần là 7 ngày. Khi tôi còn trẻ, khoảng thời gian từ 40 đến 50 tuổi, một tuần tôi giảng hơn 30 tiếng. Không rời khỏi giảng đường. Tôi thường nói, ai được lợi ích? Bản thân tôi được lợi ích.
Vì sao vậy? Vì tôi không thiếu một buổi học nào. Người nghe như quý vị không được, thiếu quá nhiều buổi, tôi được lợi ích. Đây là tự thân tôi thể nghiệm. Tập khí khuyết điểm vô cùng khó đoạn. Ngày ngày giảng, ngày ngày khuyên người, cũng là ngày ngày khuyên bản thân mình. Khuyên như vậy suốt 40 năm mới giác ngộ, mới thức tỉnh. Bởi vậy quý vị không phát tâm lên bục giảng sao được? Bục giảng là rèn luyện bản thân. Chúng ta làm sao có bản lĩnh giảng cho người khác nghe? Thính chúng đều là thầy, đều là giám học của chúng ta, đều là hộ pháp của chúng ta. Họ đến đốc thúc, cảnh tỉnh, động viên chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không được giải đãi. Khi hiểu rõ, giác ngộ rồi, nhất định cầu sanh tịnh độ, sau đó lên thuyền từ trở lại độ sanh, thừa nguyện tái sanh. Vậy mới đúng. Quý vị thừa nguyện tái sanh là thiện xuất. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận, rất rõ ràng. Không những được bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì, đồng thời cũng được tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời hộ niệm. Tiểu bổn kinh A-di-đà nói rất rõ ràng, kinh tất cả chư Phật hộ niệm. Người tu theo kinh này đương nhiên được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị nói pháp môn này thù thắng biết bao, quả thật tìm không thấy pháp môn thứ hai. Chúng ta may mắn gặp được nhân duyên này, quả thật không dễ, nhất định phải biết quý trọng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.